vô đường mình đang gom mật, đi gom mật ong này các bạn. Cái cậu thanh niên phía trước là dẫn đường mình vào đó. Đường này không biết là hai ô tô mà né nhau cách nào thì mình cũng chịu thôi chứ biết cách. Chắc sắp tới rồi. Cái cậu đó là chủ trại ông đó. Dạ mùa vất vả ghê chứ. Đây, đây chắc mừng cà phê nè. Đây bằng cà phê. Chưa tới nữa. Nãy giờ nãy mình tưởng là ngoài đường lớn, đường lộ. Nó hơi rung các bạn, rung máy quay hơi rung. Rồi chắc tới rồi. Vòng đầu đấy à, đó vậy là mình sẽ cho đít vào, mình sẽ cho đít xe mình vào đó, đó. Cái này là phải biết cách chứ không hồi nữa lên nó nhọng ben các bạn, tại nó dốc quá. Còn nữa lên hơi bị khó nha. Được được, cố gắng. Mày quay lâu chưa em? 3 hôm hả?